Every designer collection requires a complete look, and as L'Oreal Professionnel are the world leaders in hair fashion, we are very proud to collaborate with Vietnam International Fashion Week. This year, we're excited to be celebrating our 10th year in Vietnam. To celebrate this milestone, we thought it would be significant for us to step out of the backstage. Fashion and beauty goes hand in hand and are never mutually exclusive. The look needs to be complete from head to toe. The Spring-Summer 2017 show will introduce to fashion lovers a futuristic collection of outstanding and impressive hairstyles using cool tone colours. The finished look will be complemented with haute couture designs by Ivan Tran. Ivan Tran rất là vinh dự và rất là vui mừng khi mình được hợp tác cùng thương hiệu chăm sóc tóc chuyên nghiệp của L'Oreal Professionnel. Khi Ivan mang đến tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam, bộ sưu tập mang hơi hướng tương lai viễn tưởng. Lần này, bộ sưu tập của Ivan kết hợp cùng các kiểu tóc vô cùng ấn tượng đến từ L'Oreal, thì tôi cảm thấy đây là một thách thức đối với một nhà thiết kế trẻ như mình. Ivan Tran hy vọng chúng tôi sẽ mang lại một dấu ấn đặc biệt trong đêm bế mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017.